Xin chào thầy và các bạn, em tên là Hoàng Quang Vũ, lớp VE43. Hôm nay em xin đại diện nhóm trình bày chủ đề là tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến có thực sự ảnh hưởng tới việc đi đá hay không. Về giải phẫu, tuyến tiền liệt thuộc hệ sinh dục nam cùng với những túi tinh nằm ngay cửa ngõ của bàng quang bao quanh ống niệu đạo. Tuyến gồm hai thùy kích thước nhỏ như hạt đậu, bắt đầu phát triển từ tuổi dậy thì. Nó có trọng lượng khoảng 20 gram và khoảng 50 tuổi, hình dạng giống như hạt dẻ. Tuyến nằm ở phần sau dưới của khớp mu ngay trên hành tiết niệu sinh dục và trước bóng trực tràng, sau dưới bàng quang xung quanh đầu gần của niệu đạo. Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là một u lành thường gặp nhất ở nam giới trung niên. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được giải thích rõ ràng, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy có mối liên quan chặt chẽ tình trạng này với tuổi tác và những thay đổi nội tiết. Về vi thể, tuyến tiền liệt khoảng 70% là mô tuyến, 30% là mô sợi gồm collagen và cơ trơn được bao bọc bởi lớp vỏ. Khi tổ chức sợi và tổ chức liên kết nhiều hơn sẽ phát triển thành các u lành. Phân tích cho thấy dấu hiệu tiên phát của bệnh là vì đại tổ chức đệm, quá sản tổ chức sợi và tổ chức liên kết giảm chức năng tuyến. Điều hòa hoạt động tiểu tiện. Mặc dù phản xạ tiểu tiện là một phản xạ tủy tự động hoàn toàn nhưng nó vẫn chịu sự chi phối bởi các trung tâm ở trên não. Có hai hệ thống điều hòa hoạt động bàng quang là hệ thần kinh tự chủ chi phối cơ trơn thành bàng quang và hệ thần kinh chi phối cho cơ vân là cơ thắt ngoài. Hai hệ thần kinh này đều chịu sự kiểm soát của vỏ não. Thần kinh tự chủ, thần kinh chi phối bàng quang là thần kinh chậu xuất phát từ đám rối cùng. Trong phản xạ tiểu tiện có một luồng xung động làm ức chế thần kinh giao cảm dẫn đến giãn cơ thắt trong mở đường cho nước tiểu tống thoát ra ngoài. Hệ thần kinh chi phối cơ thắt ngoài. Cơ thắt ngoài là cơ vân chịu sự chi phối của các sợi vận động xuất phát từ sừng trước đệm tủy từ S2 đến S4 truyền ra trong thần kinh thẹn. Vai trò của vỏ não. Vỏ não có vai trò làm cho động tác tiểu tiện trở thành một động tác có ý thức chỉ xảy ra vào thời điểm thích hợp. Như vậy, phản xạ tiểu tiện là nguyên nhân cơ bản gây ra hiện tượng tiểu tiện. Tuy nhiên, các trung tâm cao hơn lại đóng vai trò quyết định là cầu não, kiểm soát không ý thức và vỏ não kiểm soát có ý thức. Vỏ não vừa có thể ức chế vừa có thể kích thích tiểu tiện. Khi muốn tiểu tiện, dù phản xạ tiểu tiện chưa xuất hiện, vỏ não vẫn có thể khởi động phản xạ tiểu tiện bằng cách chủ động làm co cơ thành bụng gây tăng áp lực thành bàng quang, đẩy nước tiểu vào cổ bàng quang và niệu đạo sau. Tạo sức căng thành, kích thích các thụ thể căng truyền về trung tâm tiểu tiện ở đệm tủy cùng. Đồng thời, vỏ não phát xung động, ức chế cơ thắt ngoài bàng quang giúp tống thoát nước tiểu. Khi chưa muốn tiểu tiện, dù phản xạ tiểu tiện đã xuất hiện rất mạnh, vỏ não vẫn có thể ức chế tạm thời phản xạ tiểu tiện. Đồng thời, làm co cơ thắt ngoài bàng quang, ngăn tống thoát nước tiểu ra ngoài. Như vậy, việc tiểu tiện hoàn toàn không ảnh hưởng bởi kích thước tiền liệt tuyến to hay nhỏ mà quan trọng là sức mạnh của nhóm cơ sàn chậu và vai trò của vỏ não giúp kiểm soát hoạt động tiêu tiểu có hiệu quả. Và để tăng sức mạnh cho các cơ sàn chậu, chúng ta có bài tập kêu kêu rất hiệu quả để tăng cường sức mạnh của nhóm cơ này. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.